Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 30 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy kiểm tra, động viên, tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tại một số cơ quan, đơn vị tham gia trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 10 sự kiện nổi bật tỉnh Hưng Yên năm 2023, những điểm nhấn ấn tượng về tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế, thu ngân sách của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Sức mua ngày 30 Tết giảm, trong khi cây cảnh tại huyện Văn Giang tiêu thụ mạnh những ngày giáp Tết. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày Tết Nguyên đán. Trước thềm năm mới 2024, sáng nay ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, các đồng chí thường trực tỉnh ủy Hưng Yên đã đến kiểm tra, động viên, chúc Tết và tặng quà của tỉnh cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, một số đơn vị tham gia làm nhiệm vụ trong những ngày trước, trong và sau Tết. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công ty Điện lực Hưng Yên. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả công tác và đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh những năm qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy, thực hiện nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối người và trang thiết bị trong mọi lĩnh vực công tác. Trước mắt tập trung tổ chức, bảo đảm an toàn các điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Các đồng chí lãnh đạo, tôi đề nghị các đồng chí là ngay sau Tết này thì bắt tay vào ngay triển khai các cái nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra của năm 2024. Trong cái thời gian Tết và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cũng tăng cường công tác kiểm soát, nắm thông tin rồi tình hình của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương của chúng ta có các biện pháp, các giải pháp để đảm bảo cho cái Tết này thật là an toàn, lành mạnh. Tại Công ty Điện lực Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh điện lực luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là Hưng Yên trong quá trình thu hút công nghiệp nhiều như hiện nay. Sản lượng điện năm tới chắc chắn sẽ tăng cao, vì thế công ty cần chiến lược nhằm đảm bảo đủ ổn định nguồn cung, an toàn trong quá trình vận hành. Trước mắt cần tập trung phục vụ nguồn điện cho nhân dân đón Tết và sản xuất của các doanh nghiệp trong dịp Tết, đồng thời cùng các địa phương giải phóng mặt bằng đường dây 500 kV qua tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm chúc Tết Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên và Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh, bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị. Đồng thời đề nghị cán bộ công nhân, người lao động công ty tiếp tục tập trung cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Trước mắt cần hoàn thành tốt kế hoạch phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần cho thành phố Hưng Yên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Để phục vụ kịp thời hơn 200 bệnh nhân điều trị trong những ngày Tết, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên xây dựng lịch trực Tết cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên các khoa phòng, bảo đảm công tác chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật phục vụ tốt nhất bệnh nhân. Đồng chí Trần Quốc Toản gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đồng thời yêu cầu các y bác sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo đức người thầy thuốc, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là những bệnh nhân phải nằm lại điều trị trong dịp Tết. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm, động viên, chúc Tết Công an tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đạt được trong năm 2023, cũng như kế hoạch trực phục vụ Tết của các đơn vị. Về nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đốt pháo trái phép tại các địa phương. Hiện có trên 300 bệnh nhân phải ở lại điều trị trong dịp Tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các phương án về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để tiếp đón, điều trị bệnh nhân trước, trong và sau Tết. Đồng thời, sẵn sàng các phương án tăng cường ứng phó với những tình huống dịch bệnh phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn ghi nhận,
biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các y bác sĩ người lao động và kết quả đã đạt được của bệnh viện trong thời gian qua. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà y bác sĩ và các bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ngành, các tổ chức, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh. Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hưng Yên đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Sau đây là 10 sự kiện tiêu biểu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bình chọn. Ngay ngày đầu xuân năm 2023, Thường trực Ban Bí thư, nay là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm làm việc tại tỉnh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão tại thành phố Hưng Yên. Ngày 14 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Hưng Yên, dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5. Tại các buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả của tỉnh Hưng Yên đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, linh hoạt chủ động các giải pháp trước những khó khăn phát sinh để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng làm nền tảng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện kết luận số 48 năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành chỉ thị số 51 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính được đẩy mạnh, đã hoàn thành giảm 10 phòng y tế cấp huyện, 9 đơn vị sự nghiệp công lập, đã thành lập được 29 tổ chức đảng cho đơn vị kinh tế tư nhân, tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay đạt tỷ lệ gần 97%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra các quyết định bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, chỉ định, giới thiệu, thỏa thuận với 82 cán bộ. Đã triển khai nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Công tác mặt trận tổ quốc, dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khởi công nhiều dự án quan trọng như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài trên 19 km. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh triển khai đầu tư hơn 400 km đường giao thông ở các cấp. Dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 2 tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, khởi công khu công nghiệp số 5 thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với tổng mức đầu tư là gần 2.400 tỷ đồng. Dự án mở rộng giai đoạn 3, khu công nghiệp Thăng Long 2 với tổng vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Khởi công cụm công nghiệp Minh Khai, cụm công nghiệp Phạm Vũ Lão, Nghĩa Dân, cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh, đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên ước đạt 10,05%, vượt kế hoạch đề ra, là tỉnh có mức tăng trưởng cao thứ tư trên 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và cao thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. GDP bình quân đầu người 110,4 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 33.000 tỷ đồng, vượt 44% so với dự toán giao và đứng thứ 10 các tỉnh thành phố có số thu ngân sách lớn của cả nước. Trong đó, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý đạt trên 28.000 tỷ đồng, vượt 57,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trừ thu tiền sử dụng đất, tổng thu thuế được gần 23.000 tỷ đồng, vượt trên 47% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại bang California, Hoa Kỳ, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã ký kết hợp tác với 4 đối tác của Hoa Kỳ
trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ nông sản và xử lý rác thải. Trong chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 4, mở rộng khu thương mại và nhà ở với tổng số vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên. Hiện nay Nhật Bản đang có số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lớn nhất trong tổng số dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 2023, tại phủ chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Un Suk Yeol, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký văn kiện hợp tác với Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc. Hiện Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Cùng với đó, đã tích cực tham gia có hiệu quả thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2023 đã diễn ra các hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An giai đoạn 2023-2025. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vào cuộc chủ động làm việc và kêu gọi các doanh nghiệp cũng như đón các đoàn nước ngoài về xúc tiến đầu tư tại Hưng Yên. Tỉnh luôn đồng hành tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình phát triển. Kết quả số vốn thu hút đầu tư nước ngoài mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2023 đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, vượt trên 200% so với kế hoạch đầu năm. Trong đó, thu hút được 87 dự án đầu tư mới, bao gồm 41 dự án trong nước và 46 dự án nước ngoài. Cùng với đó, đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng trên 400 hectare, đã cho thuê 385 hectare. Dự kiến đầu tư xây dựng được 273 hectare hạ tầng khu công nghiệp, đạt 210% kế hoạch. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và điều chuyển kế hoạch vốn giữa các công trình, dự án chậm triển khai sang các dự án có tiến độ nhanh. Công tác kiểm tra và giám sát hiện trường được tăng cường, đồng thời đôn đốc các nhà thầu và tư vấn để đẩy nhanh tiến độ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn để đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương. Do vậy, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, kế hoạch vốn giao gần 14.900 tỷ đồng, ước giải ngân đạt trên 13.600 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh Hưng Yên cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ hạng 14 chỉ số PCI, tăng 25 bậc so với năm 2021, đã hoàn thành cập nhật 100% dữ liệu cán bộ công chức vào dữ liệu quốc gia, là địa phương hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip đầu tiên trên toàn quốc cho trên 1 triệu công dân. Toàn tỉnh đã kích hoạt trên 639.000 tài khoản định danh điện tử, là địa phương đứng đầu cả nước về hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử do Bộ Công an giao. Đã hoàn thành kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06, khai trương trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên với 3 chức năng là điều hành, giám sát và hỗ trợ chỉ đạo hướng tới đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên tổ chức khánh thành khu di tích quốc gia Nguyễn Thiện Thuật. Đây là sự ghi nhận khẳng định những giá trị lịch sử của khu lưu niệm, tri ân và tôn vinh đóng góp của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, công bố danh mục di sản phi vật thể quốc gia với lễ hội Đa Hòa Dạ Trạch, lễ hội Đầu An là di sản quốc gia. Đại danh y hải tượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người con của quê hương Hưng Yên, được UNESCO vinh danh. Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phát động chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam, đã huy động trên 100 tỷ đồng xây dựng 800 nhà cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam. Tỉnh có chính sách đặc thù như thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng trên năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dự kiến giảm còn dưới 0,9%. Đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Động, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào và diễn tập bảo đảm quốc phòng an ninh cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.
Kết quả diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, nêu cao ý thức bảo vệ quốc phòng trong tình hình mới, tổ chức thành công diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp. Cuộc diễn tập được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Lực lượng công an đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy, nhất là ở các khu đô thị, vì vậy đang ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tỉnh đã hỗ trợ trên 100 tỷ đồng xây dựng trụ sở công an xã, đã có 18 trên 125 trụ sở được xây dựng, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng công an tại cơ sở chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Ngày 30 Tết, tại một số chợ trên toàn tỉnh, giá các mặt hàng khá ổn định, sức mua giảm đáng kể so với cách đây 2-3 ngày. Thưa quý vị và các bạn, 30 Tết nhưng sức mua chậm và không có mặt hàng nào khan hiếm lên giá. Đây là nhận xét chung của nhiều tiểu thương khi nói về thị trường ngày cuối cùng của năm. 30 Tết những năm trước là thời điểm công việc buôn bán của bà Phạm Thị Hậu bận rộn nhất, nhưng năm nay lại khá chậm lắng. Bà Hậu cho biết, đầu giờ sáng là lúc khách hàng đông nhất, người đông nhưng lượng mua không nhiều, càng về trưa và chiều người mua càng giảm. 30 năm nay so với những năm trước thì kém hơn nhiều, người đến mua kém khoảng một nửa. Thì mình cứ ngồi mình bán thì đến tối mình về thôi, thêm một cái nơi hoài thì đấy. Theo các tiểu thương, hoạt động mua sắm chủ yếu ở các mặt hàng phục vụ cúng giao thừa và mùng 1 Tết như hoa tươi, thực phẩm tươi sống. Tại một số chợ dân sinh như chợ Phố Hiến, chợ Gạo, thành phố Hưng Yên, chợ Thi huyện Ân Thi, chợ Ba Hàng, huyện Tiên Lữ. Trong ngày 30 Tết, tất cả các mặt hàng đều có lượng tiêu thụ thấp hơn mọi năm. Có những cửa hàng đã sát 12 giờ trưa mà vẫn còn tồn đọng lượng lớn hàng hóa như thế này. Năm ngoái tầm này là về, nhưng mà năm nay vẫn còn ngồi. Vì bây giờ không bán hết thì phải ngồi đến chiều bao giờ hết mới về. Nếu mà tầm 5 giờ không hết thì lại mang về ăn. Trong khi đó, các mặt hàng khô, đồ gia dụng, sức mua cũng giảm so với những ngày trước. Hầu hết các cửa hàng siêu thị đã sớm chuẩn bị nguồn hàng cùng các chính sách bình ổn giá, không để xảy ra khan hiếm hàng, nên giá cả ổn định. Hầu hết các sản phẩm thiết yếu như bánh kẹo Tết, các loại bia, nước ngọt đều giữ giá so với ngày thường. Giá cả thì nó cũng không thay đổi nhiều. Năm nay thì nền kinh tế thì cũng khó khăn, gia đình thì cũng quán triệt cái gì cần thì mình mua. Đến thời khắc này thì nhà tôi cũng chỉ sắm những cái gì còn thiếu thôi, cơ bản là cũng đủ rồi. Thưa quý vị và các bạn, lúc này đang khoảng 16 giờ 30 phút và tôi đang có mặt tại chợ Phố Hiến, chợ dân sinh lớn nhất của thành phố Hưng Yên. Lúc này thì đang có một tình trạng trái ngược xảy ra. Tại những gian hàng cơ bản đã bán hết sản phẩm thì vẫn còn những cửa hàng còn tồn đọng khá nhiều. Một số tiểu thương cho biết bán được hàng hay không bên cạnh phụ thuộc vào chất lượng, mẫu mã, hình thức của sản phẩm thì họ cũng chấp nhận giảm giá để đẩy được hàng nhanh hơn. Nhưng dù là bán hết hay còn tồn đọng thì họ cũng có chung một nhận định là sức mua sắm trong ngày 30 Tết năm nay đã giảm hơn rất nhiều so với những năm trước. Sau đây là phản ánh của phóng viên trong buổi sáng ngày 30 Tết về tình hình tiêu thụ một số loại hoa, cây cảnh tại huyện Văn Giang, thủ phủ trồng hoa cây cảnh của tỉnh Hưng Yên. Sáng nay gia đình ông Bảy cũng như hàng trăm hộ dân tại xã Thăng Lợi rất phấn khởi vì từ ngày 25 tháng 12 âm lịch, các diện tích cây cảnh có múi như bưởi, quất, chanh đã được các thương lái thu mua và vận chuyển 100% với giá bán cao hơn năm trước từ 15 đến 20%. Đúng như là cái tên của xã Thăng Lợi, năm nay là một tháng lợi gọi là rực rỡ. Đối với xã Thăng Lợi năm nay thì cái nguồn thu về cái thương hiệu quất cảnh cũng như cam và bưởi cảnh thì rất là cao. Đến 11 giờ trưa nay, hầu hết các sản phẩm tại các nhà vườn ở thị trấn Văn Giang chuyên bán quất cảnh bưởi cảnh như nhà vườn gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh, nhà vườn Nguyễn Văn Hùng đều được khách hàng mua và thuê. Nhà vườn Mạnh Bonsai thì năm nay nhập hơn 300 tác phẩm, nhà vườn chúng tôi bán được khoảng 95%. Chung là giá bán năm nay là được, giá tốt, trung bình thì nó cũng rơi vào từ khoảng từ 3 triệu đến cho đến 100, hơn 100 triệu một cây. Hôm nay em thấy chất lượng hàng tương đối ổn. Thì em có qua vườn này mua một số cây rồi, mua quất và bưởi rồi. Thì là em giờ em lại dẫn người thân đến quay lại mua thêm ủng hộ rau nhà vườn nữa. Khác với không khí nhộn nhịp của thị trường cây cảnh có múi, cuối giờ sáng 30 Tết,
nhiều chủ cửa hàng bán đào mận rừng tại Văn Giang dù đã giảm giá còn trung bình 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một cây, nhưng lượng người đến mua lác đác ảm đạm, số lượng cây còn nhiều. Lấy hơn 1.000 gốc, đến hôm nay là 30 rồi mà vẫn còn rất nhiều, còn 300-400 gốc. 12 giờ trưa thì như tình trạng này coi như là không bán được nữa. Chơi hoa cây cảnh từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu đối với người dân. Mỗi dịp Tết đến xuân về, những chậu hoa, bình hoa, cây cảnh như ý được bày biện trang trí trong mỗi ngôi nhà, càng góp phần tô thêm hương sắc, không khí của mùa xuân. Thưa quý vị các bạn, thờ cúng tổ tiên là một trong những nét văn hóa có từ lâu trong nhân dân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đạo lý ấy trở nên đặc biệt hơn khi Tết đến xuân về. Hôm nay ngày 30 Tết, nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có mặt tại thành phố Hưng Yên để ghi lại điều đặc biệt đó. Đây là những hình ảnh mua bán tại chợ Phố Hiến và chợ Hoa Xuân diễn ra vào 8 giờ sáng nay, phiên chợ cuối cùng của năm. Hôm nay tôi đi lựa các loại hoa quả để bày mâm ngũ quả thắp hương tổ tiên trong những ngày Tết. Mong là tổ tiên phù hộ cho con cháu một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Trong năm thì sẽ thực hiện được nhiều các cái mong muốn. Hòa trong dòng người lựa hoa và đào tại chợ Hoa Xuân, vợ chồng chị Mai đã lựa được cành đào bích ưng ý để cắm trên ban thờ. Nhớ về nguồn cội thổ tục thờ cúng tổ tiên ạ, em cũng chọn một cành đào để trang trí ban thờ, mang lại cái may mắn đầu năm, hạnh phúc cho gia đình. Một gia đình dòng họ Vũ Đức tại xã Phương Triều có gia phả trên 300 năm tại đây đang hành lễ tại nhà thờ họ nhằm kính cáo tổ tiên tiễn năm cũ. Ngày 30 là ngày phải làm lễ tất niên, chia tay của năm cũ và chuẩn bị coi như là đón cái xuân của năm mới. Nó thành cái sự lệ rồi, bao giờ chúng tôi vẫn phải làm những cái ngày đó. Để làm lễ dâng hương tổ tiên cũng là cái lời giáo dục con cháu xa gần để biết về cội nguồn truyền thống của mình. Thờ cúng tổ tiên, thờ người có công với dân, với nước hoặc thờ cúng người thân đã khuất đã là truyền thống của người dân cả nước nói chung. Văn hóa thờ cúng tổ tiên đã được thể hiện rõ nét trong mỗi gia đình. Trên mỗi ban thờ ngày Tết càng khẳng định văn hóa uống nước nhớ nguồn, luôn nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của thế hệ sau với tiền nhân đi trước. Nét văn hóa đặc sắc này còn tạo ra không khí thân tộc trong dòng họ khi Tết đến xuân về. Theo phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đêm giao thừa, các lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và giao thông thông suốt cho nhân dân du xuân đón chào năm mới. Các tổ công tác cắm chốt và tuần tra lưu động trên các tuyến đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn, tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng đua xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là khu vực bắn pháo hoa tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Điểm bắn pháo hoa với 180 dàn sẽ có hàng nghìn người dân tham gia xem. Vì vậy, lực lượng công an đã có các phương án để tăng cường. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đêm giao thừa thì đội giao thông đã tăng cường 100% quân số theo chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, tổ chức tuần tra trên các tuyến như tuyến Nguyễn Văn Linh của quảng trường, tuyến đường Điện Biên. Thứ nhất là tuyên truyền người dân tham gia giao thông để chấp hành các quy định. Thứ hai là tập trung xử lý các trường hợp có các cái biểu hiện như là lạng lách đánh võng, phân công lực lượng khoảng 20 chốt để đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh điểm bắn pháo hoa. Cùng với nhiều giải pháp và phương án được triển khai một cách đồng bộ của Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng. Trong đó, có nhiều đơn vị sẽ không nghỉ Tết mà thường trực 24/24 giờ để tăng cường công tác tuần lưu kiểm soát kể cả đêm giao thừa và 3 ngày Tết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông chúng tôi xác định là năm nay chúng tôi làm việc xuyên đêm xuyên Tết và tập trung xử lý các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Và cũng mong rằng bà con nhân dân để có một cái Tết bình yên, hạnh phúc,
thì đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Giáp Tết, thời tiết chuyển lạnh kèm mưa phùn, cùng với đó lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc khiến cho nhiều người dân gặp các vấn đề về sức khỏe như hô hấp, tiêu hóa hay chấn thương do va chạm và nhập viện khám và điều trị trong những ngày Tết. Phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trong buổi sáng ngày 30 Tết. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên trong hai ngày 28 và 29 Tết đã có gần 500 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó 173 bệnh nhân phải nhập viện. Bệnh viện đã bố trí các y bác sĩ điều dưỡng tại các khoa phòng để trực cấp cứu, chăm sóc và khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đến sáng ngày 30 Tết, số bệnh nhân còn điều trị tại viện là 311 bệnh nhân. Ngoài nhóm các bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp như viêm phổi, phế quản, thì những ngày này, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca bệnh nhập viện do chấn thương, va chạm, tai nạn trong dịp nghỉ Tết. Tỷ lệ mà tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu bia thì chắc chắn là cũng không thể nào mà triệt để được, cho nên cái tỷ lệ tai nạn giao thông hoặc là các trường hợp chấn thương từ đợt cận Tết đến nay chúng tôi cũng tiếp nhận tương đối nhiều những bệnh nhân tai nạn giao thông như là chảy xước rồi gãy chân tay rồi là chấn thương sọ não, thậm chí có những trường hợp đã tử vong. Ngoài ra thì là chúng tôi cũng tiếp nhận tương đối nhiều những trường hợp mà có liên quan đến tình trạng ngộ độc thức ăn hay là tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Tỷ lệ bệnh nhân về rối loạn về hô hấp và các cháu nhỏ thì vào đây cũng tương đối nhiều. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.